Rồi Hùng xin chào các bạn nha. Hôm nay cuối tuần Hùng về quê, Hùng đi bắn chuột với anh Bảo nè, với thằng em sau lưng này. Hôm nay bố anh em đi thì đi một vòng trong rừng tràm này kiếm bắn chuột coi có không. Hồi nãy giờ bắn cũng được còn 2-3 con, bắn mối luôn Bảo, bắn mối luôn, bắn mối nướng mới ngon. Thì Hùng sẽ đi bắn chuột với cá mối luôn. Hả? Ê đây con cá mối nè, con có nè. Thì về quay cho anh em coi nha. Ok. Đâu rồi? Chứ đập nó không vậy đâu. Đó, nhảy đĩa đó. Lặn cái gì đó. Vô lặn kia thằng đi. Lại lặn lặn thằng. Tự nhiên để thấy dở chứ. Không thấy chuột đâu mà. Bọn chuột vậy mà chuột chạy không thấy trời. Dễ ăn muốn chết lên đây. Đập đập thử coi. Đây thử coi. Cái góc vẫn thấy. Rõ rồi đó. Nãy xương chủng là ăn rõ rồi. Quá tệ. Thôi đạp mấy lần này thử coi. Má uổng vậy. Gì bảo? Đẹp đúng vậy đó không? Ê, đụng mắt bay luôn rồi. Đâu vậy? Lúc vô trọng luôn rồi. Vô mình viên rồi đó. Trời ơi. Coi còn nào nữa không? Trời ơi, đụng quá, mình muốn chết luôn. Đây có mình bắn vô mình thì muốn chết trời. Đâu rồi không? Đụng má bắn nó bị thương rồi nè, nằm nè, dây đứt rồi. Nhanh đi, nhanh đi. Hello, đi lên. Đừng dùng mít quá đó bay. Đứng đó. Rồi, đủ má cũng dây gốc tiêu rồi. Trên đây nè. Thấy nằm thung anh đây. Thấy em thung anh. Thấy thung hồn luôn kìa. Thấy thung mượn cái. Chết luôn chứ đâu. Đúng. Đúng rồi, cứ con trai mất tiêu rồi. Còn sống nữa, còn sống nữa. Học luôn. Chạy 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 chạy. Chạy. Kiếm cái cây ơi, kiếm cây. Hùng mới hạ được. Hùng mới hạ được con mình bẹp anh em ơi. Con Hùng bị đứt rồi, Hùng lấy mượn cái ná của anh em bắn luôn. Hay quá đệ ơi. Ôi ôi bự kìa. Nuôi luôn anh em à. Ha. Ok. Nó đã anh em ơi. Nó bảo qua kìa. Im 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 nằm rồi. Trời ơi, im 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 còn còn. Em thấy rồi, bắn à. Anh thấy đầu à, buông ơi. Rớt anh em. Trời ơi, gãy cổ. Ngay đầu luôn. Không biết hạ anh coi anh em ơi. Ngay đầu. Ôi ngay đầu giật nữa. Đây à, không. Không ngay sọ luôn rồi. Giữa sọ mà. À, thằng em nó mới hạ con đó em ơi. Quá đã anh em ơi. Ok ok. À, nãy giờ mấy anh em bắn cũng được một bịch rồi nè anh em. Quá phê. Trời ơi. Từ 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 từ. Qua luôn á. Qua luôn kìa, thật qua luôn kìa. Đi mày. Vô chưa? Chúng chúng. Chúng con cái này, để qua con cái bên cây em kìa. Đâu? Cây em á, bên đây nè. Cái chục con kìa. Rớt rồi.
Nó còn chạy kìa, bắn đi. Đâu rồi? Lấy cây, 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 nhanh nhanh. Cái này nè. Cái này nè. Vô cái này rồi. Má chuột thấy nóng lạnh, con nào nó bự bự không à. Nhanh 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 Thuận. Có cái đường chuyện nữa. Chị xuống cái nhỏ, thằng vừa nhỏ đó. Má đẻo này bắn tốt quá ơi. Cảm giác bắn cũng ghê thiệt. Chạy lên à. Chạy lên hả? Bắn đi. Hả? Trúng rồi đó. Trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi, vô đó rồi. Rồi. Ê, kìa kìa kìa. Đó, còn viên nữa. Rồi. Vô vô này rồi. Liệt liệt muốn liệt rồi. Trúng rồi. Kìa kìa. Đó, một viên nữa đã bảo. Đi đi làm cái đi bắn ra. Làm thông tao bắn đâu. Đi đi đi. Đó. Đó này mày. Lượm lẹ nổi là lượm lẹ. Đi nổi. Để đó đó. Chìm bây giờ nè. Đây, một con nữa nè mày. Từ từ. Từ. Chết rồi, không đại đi, bấm đậu đại đi. Chìm á. Một con nữa nè mày. Chết luôn rồi. Ok. Hết thùng luôn. Hết thùng luôn hả? Hồi nãy nó mấy cộng đâu mà. Còn nãy bỏ kia hả? Tìm lại tới đó rồi kìa. Lên bận. Vô cái bờ đó. Đây đây đây. Qua luôn cái gì kìa. Rồi hụt luôn, hai thằng tổng hụt kìa. Kìa kìa. Kìa lũ đâu kìa. Im. Trời ơi, trời hụt luôn. Chết rồi. Chết rồi mà chết. Hả? Không. Lặn vô mé nữa đó. Không. Ghê ghê ghê, góc vừa kìa. Trúng đạn thấy không? Từ từ, từ từ. Để vô đây, để, dập nó để. Bảo đứng vậy xem vô. Nghe cái tay kìa, lú đầu kìa. Chết 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 chết. Ê ơi. Thế đủ mà làm vậy? Bà kia, mấy kia, hụt mấy kia kìa. Lên nữa nè. Lú vô lắm rồi. Trời chết luôn kìa. Đâu? Ừ. Chuột sống chết đâu chết. Nó vậy mới chết đó. Má nó gà cỡ đó rồi. Chưa chết, chưa bỏ cái nữa không? Tự cái quýt không mà bắn nhát vô ấy. Đến bắn cái nữa. Chết rồi. Rồi chim. Chim luôn rồi. Chưa, chưa, chưa. Rồi, còn sống kìa. Rồi vô, bơi vô kìa. Rồi vô lúc trong nè. Đó. Chết rồi, lụm. Lụm, lụm, lụm bắn quay. Cái gà quýt không mà có dép là lụm. Lẹ thường. Kìa, kìa, kìa. Anh em chuột chết đó anh em ơi. Đâu rồi? Hết tim đơn kìa. Chết. Ngay cái tim nó. Ngay cái tim đó. Còn đụng mà. Trao qua lúc ngoài luôn cái gì rồi. Đâu? Kìa, lú ra còn sống kìa. Đâu? Kìa, bắn ra. Đâu? Từ từ á. Từ từ. Xuống xuống chụp cái thử nó chết rồi đó. Đâu? Chỗ nào? Ngay đầu là đó luôn á. Mất chuột. Ngồi chìm luôn chứ. Chỗ nào vậy nói đi. Tìm gì đó? Ngay đầu cây đó. Không, đạp cái cây. Nó chìm nó luôn á. Cái nào trời. Chìm nó luôn. Đây nè, ngay cái bọc á. Chìm nó luôn. Nó trụng đây anh em ơi, giờ gần thử cái loại mò. Ok. Nè anh em ơi, dính đây nè nha, nãy mò dưới đây nè. Ok. Quá phê luôn, nãy giờ nãy giờ mấy anh em đi bắn cũng được bộn bộn rồi nha anh em. Lát chắc mấy anh em về nướng nữa quá. Quá phê. Ủa cái này nãy thọt chưa?
nãy như đưa cây kìa, đưa cây cho thằng Thuận ơi. Mấy em ấy chơi này luôn á Thuận. Má chắc vậy quá. Nó đi từ từ im im. Phải không nữa em gì đó. Ừ em đi đó luôn. Ừ. Nó chị kìa. Em đi cái chuyện hết đi. Qua kia luôn, qua đây luôn. Một viên rồi. Im 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 im. Im nằm rồi. Chết mẹ. Không ai bảo. Đâu. Vô bẹ phải không? Vô bẹ ơi. Vô bẹ anh em ơi. Im 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 im. Hết thấy rồi. Đúng, để cây lên á. Nghe trên này khúc đọt á, khúc trên chút. Để cây lên trên chút. Nghe cái bèo vàng vàng á. Nghe cái tàu ngoài vàng vàng á thử. Nghe con vàng vàng á. Im 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 im. Rồi. Đâu rồi? Hóa. Trời ơi. Từ 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 từ. Rớt. Lên nữa. Để thở bò vô bò luôn à. Bắn cho chết, chưa chết á. Rồi. Cái đầu anh em ơi. Cái cây mì đúng lúc đúng chỗ quá ha. Câu nữa anh em ơi. Hả? Còn ok. Bóp phê. Rồi, đưa chuột á, cầm chuột lên cái. Ok, một con nữa anh em ơi, tiếp tục tiếp tục. Đồ. Ngay đi. Ôi. Má. Trời ơi, bắn thì không lạnh vậy. Ôi, cua anh em ơi. Ôi trời. Cánh mà đậu má xiên vô nè. Má lực đạn nó bắn mạnh thiệt, cái xiên mì á. Kéo tới đây nè. Không lạnh nha anh em. Đây thử bắn ghê cho anh em. Để. Con để. Quá được một con nữa anh em ơi. Nãy giờ anh em cũng bắn một bọc luôn rồi nè. Đầy 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 cái túi ba gang của Hùng rồi nha. Nó gần đầy cái túi ba gang của Hùng rồi. Ok nhẹ thôi. Im im im. Rồi một viên rồi đó. Từ từ từ. Xuống đất kìa. Dính em à. Má chụp dính cái đuôi nữa rồi. Chút nữa cái mắng. Còn nữa đó. Quá trời chuột bự anh em ơi. Còn nữa đó. Cái nhẹ dễ ăn chết nó bò từ từ thấy không? Một con. Một con rồi. Rồi, ok. Bỏ vô đi. Ổ còn thôi. Nè. Đây đây nè. Đâu rồi? Đây nè. Dưới đây cứ còn lại. Trời, dạch lên á. Dạch lên đi, nó trúng đạn một viên rồi. Trúng lỏng không có gì đâu. Bước ngang đó, chết luôn hả? Bắn ngay tim luôn à, đúng không? Nè nè thấy không? Nè bắn trúng chỗ này nè. Xiên luôn là bảo. Trước đây tao đặt cho thêm cây nữa. Không bị sáu xiên luôn thấy không? Thôi làm con còn nữa. Đấy. Đấy. Con mà. Ok. Ủa rồi. Dạ không. Trời ơi, xiên luôn nó chết, nó chạy cái chết luôn á. Từ từ đừng làm quá. Im im im. Im im im. Im im nó đọt rồi, đọt rồi. Kìa kìa. Đâu rồi? Ngay rồi đó. Thấy bắn này. Bắn lại đi. Ừ đập mấy tàu chuối xuống cho dễ thấy được. Ừ. Trên đọt á. Đừng cho gớt đây mất nữa đó. Chết đọt á. Em em em. Chưa. Thấy không?
Hụt ơi. Hả? Hụt ơi. Đang xuống mà. Chưa. Măng lại đi. Thọt ra lại, thọt ra. Ê, ê, ê. Nó xuống gì đó. Lựa ra, lựa ra. Xuống đâu đụng nó ra, không thấy luôn á. Bắn lại nè. Thôi, xuống kìa. Chịu góc bắn nha. Thọt ở dưới thượng, ừ, thọt ở dưới nữa. Dưới cây á, ừ. Bên đây nè. Ừ, nhẹ nhẹ thôi, bò lên. Lên, im. Nó đâu rồi, tới đâu rồi? Cái đầu đưa bỏ nào? Chỗ nào? Ngoài sông nè, cái mẹ nè, mẹ trên nè. Đây gần của hũ á. Cái chỗ có bùi gì non ngay vô nữa, bùi gì non chảy nhỏ xíu á. Rồi, thấy rồi. Lên. Đâu rồi? Đó, lên của hũ vừa đó. Rồi, im. Quá, gì mà không thấy đường. Nhưng ít nhẹ cái thử. Ê, thấy rồi, im nguyên con luôn rồi. Nó. Ê, từ từ đừng có đập nha, đừng có đập. Đừng có đập. Bên đó kìa. Chết chưa? Chết. Đừng lặng á. Chết rồi. Rồi khiêu vô lại lẻ thân, cái cây thiệt khiêu vô. Ôi chìm luôn. Chết chuột nó chìm luôn anh em ơi. Chìm ơi, mò đi. Sâu lắm. Chết queo rồi. Đi xin đi, nào đi xin lỗi xuống mò đi để mất uổng. Rồi. Bước xuống ngay đó lộn tay. Ok, rồi. Cứ con đó nghe nè. Bây giờ anh em chuẩn bị về các bạn ơi. Đó. Quá trời chim à. Ôi quá trời chuột. Lộn rồi. Rồi mệt quá trời. Giờ bố anh em chuẩn bị về. Bắn đầy túi ba gan luôn à. Cỡ 2-3 kg gì mà. Không bỏ còi ọc ra đi, đọc giấy ra. Hai chuột bắn xiên luôn thấy không? Lực dây tốt quá. Ngồi đủ má tháo chuột chừng nửa tiếng đồng hồ tháo không ra. Rồi ok. Bye bye anh em nha, hẹn anh em rồi clip khác nha. Nay không đi bắn chuột quay chắc cũng giật. Nên thông cảm. 10 con chẳng. Sao nó đón rồi phải 10 con mà. Đâu. Ở trên là 7. 1 con. 7. 11 con. Hàng ừ. Biệt con cung. Cái con cung đó bắn khí thế luôn. Bắn thôi luôn. Cái mà bắn mà nó bay con gì nó muốn bay như đạn. À, chào anh em nghe giấc này à, cái này đi săn về rồi giờ nó bắn tập rồi nó bắn cái chai cái cầu nè. Bắn chai thì tiên nè. Giờ nó rảnh lắm. Ba thằng. Quá bắn nè. Thì chuột thì mấy anh em đang nướng nè. Cái này mấy anh em đang tập bắn. Ây ôi. Thôi bắn kìa. Đúng nè vợ. Nửa ký đạn quá. Bắn hai bài. Anh phải bắn hai nhỏ đạn chương trình này. Rồi đứt dây. Con nào đứt dây không nghe tập vậy. Quá im. Trời ơi, cái chai không trúng trúng cái cầu. Trời ơi. Rồi xin điều nghe, xin điều nghe. Trời ơi, bắn kìa. Bắn rồi, sập cái chai luôn. Trời ơi trời. Đập chặt hả, thử đập chặt. Đâu đó, bắn đã không đi. Đâu. À, bắn cái chai nè. Chúng má ngậm một hổng đã không bắn hết nè, không chúng con cái một. Nói chuyện hồi nuốt luôn à. Bắn chú cậu vậy thôi. Rồi xin điều. Quá rồi. Nè quay thằng quả nãy đi săn cho anh em coi nè. Dở cái em miệng coi chị sợ cái. Rồi bắn kìa. Nãy mấy anh em đi săn về được như đây nè. Giờ mấy anh em nướng chắc lại dai quá. Cho mì bẹp vô ở giữa ơi. Chuột luôn lộn.
quá im. Ngon. Ai bắt không được á. Đó. Một thằng. Bảo con chúng rồi nha. Ghê nữa rồi. Quất. Đủ má, kịch luôn một khúc luôn á. Hay vậy? Quá. Đổi hướng này đâu, để đổi hướng. Hướng rồi đó phong thủy không tốt. Rồi. Quá trời. À, giờ cũng chín hết trơn các bạn ơi. Đó thì mấy anh em không có nhậu nha. Ăn thôi. Tôi xé cho cái đùi xé xé cái này. Nè. Rồi, mời các bạn nha. Ăn cái đùi chuột. Ok, quá ngon. Cái xương đâu, để xương đây đập nó. Ok.